ngược lại với kênh channel của Sam Lại Sao nè, TT. Và như mọi người thấy hôm nay mình đang làm gì đúng không? Thì hôm nay mình quyết định hack nick Phong Cần đó, tại vì ông Phong mấy bữa nay không thèm quan tâm mình luôn mọi người, và mình xin ông Phong tặng mình bộ váy ở trong Mini World nhưng Phong không chịu tặng cho mình, nên mình quyết định hôm nay sẽ hack nick Phong Cần đó. Ông dám không tặng váy cho tôi sẽ hack nick ông luôn đó. Đó thì sao cũng lâu lắm rồi chưa làm content hack nick, nên hôm nay Sam sẽ dùng gọi là người, gọi là một con người gọi là rất là đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới được ảnh Mini World để mình hack nha mọi người. Ok, và trước khi xem video các bạn cứ cho Sam này một like, một share, comment, một cái subscribe Sam và tất cả thành viên hay tìm mình nha. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa khi xem video của Sam có hiệu quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, giúp Sam có sự tiền nhỏ nhỏ mọi người ơi, và để mua đồ cho bé Cam nha mọi người ạ. Đó, Cam bận dịp lắm, Cam ăn nhiều quá mà hết đồ ăn không mọi người, thấy cái bụng không đó, phè phỡn chưa đó. Mọi người đừng quên gọi là nhấn vào quảng cáo, gọi là xem từ 5 đến 10 giây để giúp Cam có tiền ăn nha mọi người. Đó Cam nè, đó hìa cắn mình, hìa không có đoan là cắn mình đó. Giờ chúng ta cùng vào hack nick Phong Cần thôi nào, let's go. Rồi chúng ta cùng vào hack nick Phong thôi mọi người ơi. Đó ok, thì như mọi người thấy thì nick của Phong Cần thì đầu tiên mình thấy được rằng là có số đầu là 101, số rất là đẹp nha. Còn số xu là 2000 xu. Và như mọi người biết thì Phong Cần không có nạp trong này mọi người ạ. Thì lúc trước cái nick của Phong là 8 xu. Trời đất ơi, tại vì có một lần Sam chơi mắt với ông Phong và Sam bảo bây giờ ông xài xu để hồi sinh đi, chứ bây giờ mà gì ta mà về là chỗ cũ bắt cua rất là mệt. Và Phong bảo là tu hết xu rồi, tu hết xu rồi mọi người ạ. Mini World mới cấp cho Phong 2k su mọi người ạ. Đó trời đất ơi, tôi tức dễ sợ luôn á. Tôi tức muốn chết luôn á trời. Rồi bây giờ mình sẽ vào nick của Phong Cần để xem xét thử. Đâu 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 Cam, trời đừng có cắn. Đó, thì tại vì là Sam chưa bao giờ vào nick Phong xem gì luôn, chưa bao giờ xem luôn mọi người ạ. Tại vì ít chưa chả bao giờ, đây là lần đầu tiên Sam vào luôn mọi người, để xem coi nick Phong có gì đặc biệt không. Test này lì xì cho các bạn fan mỗi người 100k. Trời đất, đúng là Phong Cần giàu nhất của Hello Team mọi người ơi. Nghĩ sao vậy? 1 triệu mấy fan mà lì xì mỗi người 100k, chắc là gần tỷ mấy, 2 tỷ nha, chắc tiền tỷ luôn á mọi người. Thôi đó coi là trời. À Phong Cần một người cực kỳ thích xây map nha mọi người. Đó Phong Cần rất nhiều map, map đá đỏ Phong Cần nè, map gì ta, nhà tù Simiyanre nè, trời ơi. Nhưng mà công nhận Phong là một người xây map rất là hay luôn. Mình chơi rất là thích luôn. Có bạn nào thích những con map của Phong Cần đừng quên comment vì vậy sao biết nha. Vì sao rất là thích luôn. Thì đây là phần map thôi, còn phần vườn thì sao mình cũng không biết nữa. Ui, cấp 10 luôn. Cấp 10 luôn. Mình mới cấp 3 thôi mọi người, mình nhát trăm mấy gì ta, mấy cái cây lắm mọi người. Có bạn nào trăm gọi là trăm mấy cái cây này lên cấp 12, 11, nó mình không biết cấp max bây giờ là 11 hay 12 mình không biết. Nhưng có bạn nào trăm cây trên level 10 cho đừng quên comment vì giờ sao biết nha. Còn bạn nào mà trăm cây ngang level 3 thì sao đừng quên comment vì giờ sao biết nha. Tại vì sao cực kỳ nhát trăm luôn mọi người. Cực kỳ nhát luôn, lười lắm. Không có trăm nhiều. Bây giờ qua phần tiệm nè, đó cái phần chúng ta cần thiết là bây giờ mình sẽ mua đồ, mình sẽ lấy nước đánh mua đồ, sau mình chuyển qua phần rồi mình sẽ qua phần tặng quà cho mình. À, trời đất ơi, thông minh của mình hát rẻ lắm, mình hát không có đắt đâu, mình mua đồ rẻ mọi người, mình mua đồ không có là đắt đâu. Đó để xem nè, để mình qua skin không có sẵn là skin gì đây. Trời đất ơi, à skin ác quỷ nè, dễ thương vậy nè, mất tờ dịch nè, mình nè. Ủa sao toàn mất tờ dịch không vậy, mà thấy đất này kỳ lạ không. Còn mất tích dịch không nè, mất tích dịch nè, mất tích dịch nè, mất tích dịch nè. Thôi đúng rồi, mất tích dịch bằng tôi luôn. Rồi xong, rồi xong rồi thì không. Đó, trong nick của Phong Cần có rất nhiều mất tích dịch nha. Đó, mọi người chú ý là nó nha. Để xem em coi, mạnh coi. Của Phong Cần có cũng rất là nhiều luôn. Có kỳ lân nè, voi nè, sư tử biển, mèo phát lộc nè, thiên mã nè. Ui, có nhiều thật sự luôn. Còn Sam có được mấy con à? Con sư tử, mèo phát lộc, với gì nữa ta, với khủng long, quên, với hỏa long thần đó mọi người. Mình ít lắm, mình không sang được với cái này, mình chịu. Rồi, không có gì hết. Rồi bây giờ đến phần hack tích nè. Bây giờ vào shop thôi mọi người, đi shopping time thôi đó. Ui Mini World của mọi người ra nhiều cái đẹp thế nha. Ủa sao cái này treo lên cửa, sao treo lưng ta, kỳ vậy. Không sao. Ui tóc mà đẹp dữ, tóc đẹp dữ, tóc dữ. Ui có con nai trên đầu nè, để coi nè, cái vòng cổ nè. Ui cái váy đẹp vậy ta, mà sắp để giáng sinh rồi. Không mà nói thật lúc mình đòi Phong mua cái này cho mình mà Phong không chịu cơ, không hiểu sao luôn á. Ui mình mua nhiều bộ mới thế, trời đất ơi, mua cây luôn hả.
không muốn mua cái gì rẻ rẻ, mà mình là một người rất là tiết kiệm cho phong cận nên mình mua đồ rẻ rẻ thôi. Hắc nít mà hắc nít có tâm thôi mọi người, mình là một con người rất là có tâm nha. Đó, mình rất là yêu thương Phong, mình có định hắc cái này không ta? Ôi dễ thương dạ. À, dễ thương quá con này. Mình lấy con nai hay là mình lấy cái đầm? Không, cái đầm nó đắt quá mọi người, 110 lần. Mình không thể làm vậy được phải không? Mình không là mình một người rất là yêu thương Phong, mình là con người gọi là người yêu Phong mà đúng không? Mình phải thương Phong lắm, mình không mua mấy cái đồ đắt tiền ở đâu. Ủa? Phong cận không kết bạn với mình mọi người ơi. Phong cận không kết bạn với mình, trời đất ơi, ủa kỳ vậy, tôi cho cái kết bạn mà. 4, 5, 9, 7, 2, 4, 7, 2 sao không có? Cái quán sát đồ đất bài đâu mọi người ơi. Trời đất ơi, buồn quá à. Hôm sau bây giờ chắc mình mua đồ cho Phong cũng được. Buồn lắm mọi người ơi, buồn quá trời. Không sao, vì mình gọi là đã hát rồi, đã có công hát vào đây phải mua ít đồ mọi người ạ. Nếu mà không biết là Phong cực đã từng vào nít mình mua một cái món đồ 500 đồng mọi người ạ, mà biết làm gì không, để quay clip vào, cuối cùng ông mua sao ông không quay, ông không làm gì hết luôn mọi người. Mình không tin được luôn á. Ông mua một bộ đồ 500 mấy mà ông không làm gì hết. Cay không? Trời đất ơi, tôi cọc luôn á. Thôi mua bộ này đi. Có công hát rồi vào đây mua đồ đúng không mọi người, tự nhiên vào đây tự nhiên hát sao không mua đồ. Người ta đánh giá đúng không? 115 mà mọi người ơi, rẻ mà rẻ hiểu. Đó, lưu. Đó, đẹp chưa? Để coi nè. Á, à, dễ thương kia nè. Trời đất ơi, đi mình chỉnh thành Phong cực nha mọi người. Ước mơ mà là muốn Phong biến thành một bé gọi là gì ta? Một baby gọi là baby nai hả? Đây là con gì? Con hưu hả? À, tuần lộc. Trời đất ơi, mình bị mình mọi người thông cảm cho lâu lâu kiểu không học tiếng Việt, mọi người quên tiếng Việt luôn á. Đó, ơ, dễ thương quá. Giờ sẽ là một baby gọi là BB, đây gọi là BB tuần lộc. Ui, dễ thương, không phải mình có thể làm cần tan gọi là gì ta, chăm sóc bé baby gọi là một tuổi không ta, baby này dễ thương thật sự luôn á. Đáng yêu quá. Ước gì Phong cực thương đáng yêu như thế này mọi người ạ. Ước gì? Ước gì Phong cực đáng yêu như thế này. Đó. Ôi dồi ôi, lưu lại. À, đáng yêu quá à. Quá đáng yêu. Còn gì nữa không ta? Để xem nào. À nhớ rồi, nhớ rồi. Mình sẽ vào cái phần map của Phong, coi Phong có tải những con map gì không. Là Hero Team nè, mấy cái mini game nè, bắt cua Hero Team này, sinh tồn chính cái rương. Đó, là Hero Team tiếp. Và những cái map mà Phong cần làm nè. Không có gì hết à. Là cầu hôn đáng yêu. Phong cần định bờ đây là cầu hôn hả? Thật luôn. Ủa thật hả? Sao không phải Phong cần không nói gì mình ta? Ờ cũng sắp Giáng sinh rồi mọi người ơi. Hình như là ngày hôm nay là 24, mai 25 mai Giáng sinh. Còn cái đợt Phong cần mọi người Giáng sinh xin mời vào đây để cầu hôn với mình không ta? À, dễ thương quá à. Thật không có trời. Oh my god. Mai mình sẽ cố gắng make up thật là đẹp mọi người ạ. À quên, trong mini game mà mai mình sẽ mặc bộ đồ thật là đẹp mọi người ạ. Để Phong cực mời mình vào gọi là cầu hôn. Không biết có phải thật không. Ai, nói chung là nhờ cái hack này mà đã biết Phong cực chuẩn bị làm chuyện gì đó mọi người ạ. Chuẩn bị mời mình vào cầu hôn cứ. À dễ thương thật sự. Ai, ok mọi người, mình nghĩ là hôm nay mình hack nít cũng đủ mọi người. Mình biết được bí mật sắp tới của Phong cực. Nhưng mà không biết, đó là mình dự đoán thôi mọi người. Mọi người đoán xem cái map này Phong cần sẽ định làm gì với mình thì đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Rồi, lời cầu hôn đáng yêu. Trời đất ơi, dễ thương dễ sợ ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Nếu có thích video này, quên cho sao một like, một share, comment, đừng quên subscribe và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Và nếu các bạn muốn mình hát nít này nữa, đừng quên comment phía dưới sao biết để sao hát nít luôn nha. Ok, thì tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại, bye bye.